Đô Phát Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là sáng ngày 27 tháng 12 2019 và đây là độ lục, đây là đôi lục bình bằng gỗ xà cừ mẫu cao 1m77 gọi là 1m8 đục cửu long tranh châu, rất tuyệt tác luôn. Và thưa quý vị là đôi này chúng tôi đang để ra phía trước cửa tầng 1 khu C để chuẩn bị chuyển về khu vực Xuân Mai cho quý khách hàng. Thưa quý vị là đôi lục bình này là sắp chuyển về cho khách hàng anh ở thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai. Và anh có dặn là đường đi đến thì nên đi theo đường Miếu Môn, xong đi về phía Xuân Mai. Và khách hàng này là khách quen, anh đã từng khách quen là lúc trước anh đã từng lấy cái bộ, cái cặp sập thờ chân 24 của mỗi vụ. Và thưa quý vị là đôi này là 27 triệu giá tại xưởng. Đây có số 27 sẵn đây. Và đẹp như tiên luôn, đẹp long lanh luôn. Hiện nay là sau khi đôi này đi rồi thì ở xưởng là vẫn còn chừng lộ 70 đôi. 70 đôi không phải là riêng loại này, cả những kích thước khác và mẫu khác nữa. Tóm lại ở Đồ Gỗ Đức Hiền là các cái lục bình này chúng tôi làm rất nhiều và đều để khô kiệt. Và cái này chúng tôi bảo hành mãi mãi, dù bao nhiêu năm bị vỡ ra đều được đến mang đến để đổi đôi mới. Nhưng mà khẳng định là không bao giờ nó vỡ, bởi vì nó đã rỗng ở trong, cho nên khô đều trong ngoài, không bao giờ vỡ được. Chúng tôi cảm ơn và xin quý khách liên lạc chúng tôi theo số điện thoại đây. Tạm biệt quý vị ạ.